Vâng, xin chào tất cả các bạn ơi, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với Minecraft tập thứ mấy đây, không nhớ. Mình quên mất tiêu rồi, nói chung là tập thứ mấy đó lâu quá không làm thì mình cũng quên rồi ha. Thì hôm nay thì mình sẽ, nói chung là tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm dân làng mọi người. Nói chung là đem dân làng về để mà cho nó đẻ ra thiệt là nhiều. Giờ chúng ta sẽ làm một cái máy phàm sắt nha, đó. Và, rồi thêm cái và gì gì nữa ta sẽ làm gì nữa ta nói chung là cũng không biết là mình sẽ làm gì. Thì hôm nay nhiệm vụ chính hôm nay sẽ là đi đem cái tụi dân làng nó về ha. Rồi thì trước khi đi thì chúng ta còn phải ép đồ bạn đó, ép đồ cái đó. Thì nói chung là mình đã được lên tới cấp 38 rồi ha. Thì nhờ đó, là nhờ cái công đó là chăm chỉ farm quái vật đó mọi người đó. Mình kiểu như là mình farm quái vật bên cái máy farm kia kìa đó, cái đó là cái máy farm quái vật đó. Nó nói chung là mình chăm chỉ, mình ngồi đó mình AK, mình farm này kia nọ đó đó. Thì nói chung là mình cũng không có thường xuyên vô farm đâu. Nói chung là mấy cái thời gian qua mà mình không quay video về cái game Minecraft này á, là nói chung là mình cũng thì các bạn nghĩ là thằng này nó không quay thì có thể là nó đang farm đồ hay là cái gì đó không, mà mình có farm đồ nhưng mà được có hai ba lần đó, được có hai ba lần vô game xong cái farm xong đi ra đó. Gia tài 2 hiệu sức 2 chậm hỏng bà. Ngon 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 ngon, tưởng không ngon nhưng mà lại ngon không tưởng. Rồi bây giờ thì chúng ta cần phải qua bên dân làng bạn, qua bên dân làng để mà bắt tụi nó về. Không cần nhiều đâu, chỉ cần 2 con thôi đủ rồi đó. Mà 2 con này thì mình có thể là rất là khó khăn mọi người. Khoan, trước khi mà bắt 2 con thì mình cần phải đi tìm cái gì ta, mai sáp á mọi người, cái khu mỏ bỏ hoang á. Bởi vì cái mình sẽ dùng lệnh đó mà mình tìm á. Bởi vì đơn giản bây giờ mà đi đào chỗ này đào chỗ kia mà đi tìm để mà tìm nó rất là mất thời gian. Rồi âm 1 9 2 3 4 rồi bật từ đâu lên ép bà. Rồi 1 9 2 rồi 64 không đó. Thì tìm cái mai sáp để làm gì, thì tìm cái mai sáp để mà mình lấy cái đường dây các bạn, lấy cái đường dây đó mà đi đi về mà vận chuyển tụi dân làng đó, cho nó lẹ. Chứ mình mà đi đi chế tạo thì nó rất là mất thời gian, mà đi tìm mà sáp lấy đường sắt cho lấy cái đường dây cho nó lẹ mà. Đọc khoan, trước khi lên đường đi tìm thì mình phải kiểm tra lại mình cần đem theo những gì và mình nên bỏ lại những gì mà đã. Rồi thì mình đã cất đồ xong rồi bạn đó, giờ mình cũng vừa mới chế tạo thêm một thanh kiếm rồi đó, mình vừa mới chế tạo thêm một thanh kia thêm một cái thanh kiếm rồi đó. Bây giờ là 192 đúng không, 192 nè, 192 rồi 9 khoan đợi chút, 192 với lại 64. Rồi giờ thì mình sẽ đi đến cái tàu đó ha, mình tới chỗ ha bạn. Thì cái mai sáp này nó dưới biển, nó dưới đáy biển mọi người à. Có bộ là không thuận lợi cho lắm đâu, chưa dưới chân nghe tiếng zombie kìa. Chết mẹ, không có đuốc rồi mọi người ơi. Chết 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 chết, không có đuốc. Ngọc mấy người ai cha, vậy là mình phải chuẩn bị thêm một chút nữa bạn đó. Mình phải quay về nữa rồi, quay về mà mình chuẩn bị đuốc lên này kia rồi mà xuống mới đi xuống dưới được bạn. Hoặc là có thể là mình sẽ đi lên đất liền để mà mình tìm kiếm một cái mai sáp mới bạn, chứ mình không thể nào mà mình xuống dưới tận dưới đáy biển để mà mình đào được bạn. Bây giờ đơn giản nó dưới đáy biển nó đào nó thì khó rồi. Thì nói chung là mình vừa mới chế tạo đuốc bạn đó, thì mình nghĩ là mình sẽ tìm một cái địa điểm khác để mình tìm cái mai sáp bạn, để mà mình đi đào cái mai sáp bạn, chứ mình không thể nào mình đào giữa biển được. Bây giờ dạng nào giữa biển thì nó sẽ rất là mất công và rất là mất thời gian. Hai cái cổng địa ngục đi vẫn còn đó luôn, ở cổng địa ngục quỷ sứ. Thì với bạn chứ là tập trước nha, cái tập trước đó là mình chọn nó thì các bạn cho mình tìm cái
cái biome mà bình thường mà mình đi tìm cái biome mà phía dưới địa ngục á, thì hai cái bạn đã thấy cái biome nó lửa như vậy. Ồ, mình ghét biome nó cực kỳ luôn á. Cái biome đó là không có cái gì dùng được hết trơn mà, ngoại trừ ba cái khối để dành trang trí thôi mà, nhưng cái biome đó là không có gì dùng được hết. Mà nó còn spawn ra những cái con mà phải gọi là nhìn rất là thấy ghét mọi người. Nó mấy cái con mà nham thạch đó mọi người, mấy cái con mà nhảy á, đó, mấy con đó mình cực kỳ ghét mấy con đó luôn á. Mấy con đó là nó vừa to mà vừa khó đánh mà còn đánh đau chứ. Đó. Tại vì hay nha. Mà mình kiếm trời ơi có lỗi game kìa. Ồ vậy là phải thoát ra vào lại à. Mà mình đi tìm mà cái bê ôm mà bình thường mà cái bê ôm mà di dành mà xuất hiện mấy cái con mà zombie big man đó, đó. Trời ơi, khó cực kỳ luôn đó. Rồi có tọa độ mới nè, rồi giờ phải thoát game ra vô lại rồi. Rồi mình mới vô game lại nè mọi người đó. Rồi lo ca tay à mày sáp rồi tọa độ mới nè 240 với là 16 240 đúng không? 240 giờ là phải đi ngược lại cho nó giảm lại. Rồi, giảm lại như vậy. Hay 16, 16 thì là phải đi lại bên đây nè cho nó tăng lên. Rồi. Hẹn gặp lại bạn cho khi mà mình đi đến cái tọa độ cần tìm này. À không, đến luôn rồi. Khỏi cần hẹn. Đâu 10, 16 rồi đúng không? Đây. Rồi 30, 30 thì lên được chút rồi. Đó, nói chung là nó dưới đây nè mọi người, đó nó ở đây nè. À, bây giờ mình sẽ làm thực hiện cái công việc đào bới nè mọi người. Đó. Và cái cảnh này có thể là nó hơi lâu và nó cũng hơi chán cho nên là mình sẽ hẹn gặp lại bạn khi mà mình đào tới cái chỗ mà cần đào nha. Rồi mình đã tìm thấy rồi bạn ơi, đó có miếng gỗ nè, đó. Và tất nhiên sẽ có những cái con quỷ quái gì đó nó nằm dưới đây. Mình phải chuẩn bị trước hết mọi thứ mới đã chứ cái đã. Đầu khiên, đầu khiên, đầu khiên, đầu này khiên đây. Đó. Bây giờ là phải đào chỗ này ra để bước xuống được. Ê chết 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 chết. Dưới đầu, dưới đầu, dưới đầu. Rồi cái hầm mỏ này nhìn ghê quá bạn. Mình sợ nhất là mấy cái hầm mỏ này bạn. Nó sao ta? Nó nguy hiểm hơn những cái thứ bình thường vậy bạn. Bởi vì không gian trong đây nó hơi bị hẹp á. Oh shit. À, đã vào được đây rồi thì mình lấy cái này thôi. À. Thì dạ, cái hang này hơi bị sâu rồi nha. Ghê quá. Ý kỳ quá mọi người ạ. Rồi thì mình vào đây được, mình vào được đây thì mình sẽ vừa đi lấy đồ, vừa đi lấy cái đồ cây mà vừa đi đào khoáng luôn nha bạn. Mình nghe tiếng của con quỷ ma xương. Mình nghe tiếng ma xương nha bạn. Bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây, hình như là có con rượt bờ ở nơi đây. Ý, chạy. Ý, hồi ghê quá. Cái này nó còn có tầng trên nè. Cái này nó có tầng trên nữa nè. Rồi lấy cái này luôn mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ mình nghĩ là mình sẽ chặn cái chỗ này là bạn cho nó kiểu bớt nguy hiểm mà bạn đó, kiểu như đang đang đứng một cách bình thường con Reaper từ đầu trên rớt xuống cái bùm rồi khóc luôn, khóc không cả nước mắt luôn. Rồi thì mình sẽ ui. Ui, đau. Có thể là mình sẽ
tua nhanh cái đoạn mà đi khám phá cái hầm mỏ này nha bạn. Thì đơn giản là cái hầm mỏ này mà vừa đi khám phá mà vừa vừa lấy đồ thì nó hơi bị lâu á. Rồi thì mình đã trở lại ở đây mọi người. Thì bây giờ là hiện tại bây giờ là 10:49, nói chung là 10 giờ đêm mọi người đó. Nhà mình đi ngủ hết rồi, còn mình thức rồi đó. Bây giờ thì nói chung là mình đã đi khám phá cái hang đó xong ha. Đó, thì đây chúng ta có được một cuốn sách phù phép nhặt ba các bạn. Đó. Bây giờ đây là số lượng đường ray mà mình đã tìm được. Nói chung là cái hang nó rất là lớn bạn, cái hang đó, nó rất là rộng. Ơ lộn, cái xe cái hầm mỏ đó nó rất là lớn bạn, mình không thể nào mà mình khám phá hết được, cho nên là mình quyết định là mình đi lên đó, có gì mình sẽ khám phá sau đó. Bây giờ thì đường ray có bao nhiêu mình sẽ sử dụng bấy nhiêu đó. Bây giờ thì mình sẽ đi về đó. Đi về và tiến hành công chuyện cái công việc đó là bắt cóc dân làng. Chúng ta đã trở về nhà rồi ha mọi người. Đó, cái đá bò đó, nó ồn quá. Bây giờ thì mình sẽ cất một số thứ nha mọi người. Đó, chúng ta có rương xe mỏ nè. Đó. Đó, rồi à, túi súng nè, tao nhỏ nè, đó, sướng nè, cuốn sách này cất cho luôn đó. Nếu như chúng ta cần làm gì làm đó, cái nem tắt này cất cho luôn đi. Bình thúi nè, rồi à, lưu ly nè. 2000 years later. Mình bấm tìm kiếm cho tìm kiếm cho lẹ bạn. Thấy một số bạn nói rằng mình ăn gian thì nếu như bạn nào mà chưa biết thì cứ việc mở lại video cũ nha. GTA mở video mà GTA GTA Vice City á, GTA Vice City của mình á, mình là chuyên gia chơi cheat của mình á, mình chơi nhấn mã của mình á. Mình chơi tỏ nói chung là mình toàn chơi An Giang thôi, mình đâu có chơi mà kiểu như đẹp bao giờ đâu, đúng không? Cái thân mình nó chơi An Giang từ nhỏ lớn rồi, cho nên ra là giờ chơi chơi An Giang nữa cũng bình thường. Tám gì ta, âm 896 rồi 272, 896 272 đúng không? Rồi được, đi thì đi. Khoan khoan khoan, đợi chút để mình nào quay trở lại cái tọa độ nhà của mình cái đã. 896 272 à. À dạ, chết mẹ, bấm lộn. 896 272. Đó là tọa độ của dân làng nha. Còn cái này là 133. Cái này là 131 với lại 25. Âm 131 với lại âm 25 mà chia cho 3, chia cho 8. Đâu cái điện thoại đâu rồi? Thì mình vừa mới đem hai cái tọa độ chỗ đó mà đem chia cho 8 ha. Thì hai đem chia cho 8 thì ở trong địa ngục thì nó sẽ bằng là 16 với là âm 16, vậy là âm 26. Rồi được. Rồi trời cũng nói rồi, ngủ luôn đi. Sáng mai qua bên đó chứ. Ông bà lộn, sáng mai qua bên dân làng. Rồi, lên đường. Đâu để coi lại tọa độ coi, quên tiêu rồi. 896. 896 với lại 272 đúng không? Rồi, đi. Lên đường. Mọi người có biết là mình vừa mới quên gì không mọi người?
đó là mình vừa mới quên, đó là một cái thứ rất là quan trọng, đó chính là cái xe mỏ mọi người. À, bắt dân làng là không lấy xe mỏ để gì bắt mọi người, đúng không? Đó. Ngon ngánh ghê không? Đó. Để nhớ lại lúc nãy là cái tọa độ mà của cái game này chỉ các bạn, mình mới nhấn tọa độ đó bạn, 82.2 gì đó phải không? Đó. Thì nó chỉ cho mình một ngôi làng, nhưng mà ngôi làng nó nằm đâu tuốt bên quê đó, nằm đâu ở hướng đâu lên đây là, chứ không phải là cái hướng mà cái có cái ngôi làng mà chỗ sa mạc ha. Đó, bởi vậy chung đó là một cái ngôi làng mới bạn, chứ không phải là cái ngôi làng đó là game nó chỉ cho mình một cái ngôi làng mới chứ không phải là một ngôi làng cũ ha. Đó, ngôi làng ở một nơi mới chứ không phải là một nơi cũ. Đây, xe mỏ đây rồi đó. Mình ban đầu mình cứ nghĩ là mình sẽ vận chuyển tụi dân làng đi bằng đường địa ngục vào, nhưng mà thôi giờ mình suy nghĩ lại rồi, mình sẽ không vận chuyển tụi nó bằng đường địa ngục nữa, mà mình sẽ vận chuyển tụi nó bằng đường biển mọi người đó. Đường biển thì đi đơn giản, hiện tại cái hòn đảo của mình xung quanh là biển không à, đó vận chuyển bằng đường biển cũng sẽ dễ dễ dàng hơn. Ở trong địa ngục thì nguy hiểm quá thôi vậy đó. Rồi xong rồi ha, lần này mà còn quên tới quên lui nữa là thôi tắt cho em đi ngủ, mệt lắm rồi đó. 896272, 272 đúng không, 896 âm cái gì rồi phải đi bằng hướng này. Tới rồi bạn ơi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Đó. Đây là ngôi làng nha bạn. Đó. Không biết hồi nãy, nói chung là không, hồi nãy là không biết bị gì bạn, nó bị lỗi game, lỗi phần mềm, nó đứng game luôn bạn, nó đứng game như thế là văng ra ngoài luôn, vậy thế là mình phải vào lại, vậy thế là mình phải vào game lại, không biết bị gì mà nó bị văng game luôn bạn, vậy là thế là mình phải bắt buộc mình đi vào lại bạn ạ. À. Mình phải vào game lại, nó cực khổ chưa. Đó. Và trước khi rồi trước khi mà sao ta bắt nhân làng thì chúng ta phải hôi của này này cái mình sẽ lấy cái giường luôn bạn. Bây giờ đơn giản là nếu như mà muốn cho sinh nhân làng sinh sản là mình phải có giường. À. Ôi đứa cụ luôn nè, sao tí giết luôn, sợ gì giết để lấy da lông làm giường bạn. Có bò luôn nè, bò lấy da bạn, lấy da để mà làm sách, sách để phù phép. À, luôn cây ghiều này đúng mạnh luôn, cây ghiều là cái cây mà phải gọi là có cái sát thương nó mạnh nhất trong game này. Cây kiếm nha, cây kiếm các bạn thấy gì thôi chứ nó không có mạnh bằng cây ghiều đâu. Cây ghiều là chỉ cần một là nhảy lên là chém một cái một là con bò chết liền, còn cây kiếm là phải hai phát con bò nó chết đó. Bạn thờ thông tin, bạn không tin nữa bạn có gì so sánh thử đi, còn nếu không thì mình sẽ so sánh luôn cho bạn xem. Mà bây giờ chắc bò chết hết rồi, bò cho nó chết, chắc bò nó chết hết rồi. Có mèo nè, vào đây lấy giường luôn bạn. À. Giường nó là một cái thứ gọi là rất là quan trọng để mà chúng ta làm máy farm. Ở trong đây không có gì hết, chờ bà đi. Chào anh. Anh dễ băng đồ à? Anh có la bàn ngoài chăm sinh luôn nha. Đó. Mấy thằng mà dễ mấy anh. Cái la bàn thì nó có tác dụng đó là nó sẽ giúp bạn đi về nhà bạn. Nếu như mà nó giúp bạn đi về nhà chỗ nào thì đây là các bạn chỉ cần ủa đâu rồi. Thì cái la bàn nó giúp các bạn biết đường về nhà bạn. Dù như các bạn đâu đi đâu nó bị lạc đấy đúng không? Thì các bạn chỉ cần cầm la bàn lên. Đúng không? Thì các bạn cứ việc đi theo. Đó. Đi theo cái hướng mũi tên mà nó chỉ nè. Đó, các bạn cứ việc đi theo hướng mũi tên màu đỏ mà nó chỉ á là các bạn sẽ về được nhà. Về được nhà thì không đúng nhưng mà nó kiểu như là đi về cái điểm hồi sinh đó bạn, đi về cái điểm hồi sinh đó. Tức như là các bạn tạo thế giới đúng không? Các bạn xuất hiện ở đâu thì cái điểm thì cái mũi tên màu đỏ các bạn, cái mũi tên màu đỏ của cái là bạn á nó sẽ chỉ về cái hướng đó hoài luôn đó.
nó sẽ chỉ về cái hướng đó hoài luôn, không chỉ đi đâu hết. Toàn ở bạn ơi, mình sao ta, hết chỗ đựa, hết chỗ chứa này, hết chỗ để chứa đồ rồi. Nó bây giờ là thôi ném khoai tây, trời ơi ném khoai tây bỏ đi, khoai tây mình không cần. Anh à, em có chuyện này em muốn nói với anh. Đó là em là một người rất là sao ta, chăm chỉ á anh. Lịch sử vỡ lờ, nó chưa nói hết câu nó đi rồi. Anh đây rồi, anh đây rồi. Anh à, mày đứng lại không? Được. Anh à, em chuyện muốn nói đây là, anh cũng biết rồi đó, em là một con người rất là chăm. Thôi kệ bà đi, mệt quá. Bực mình thằng nó quá. À, bây giờ mình phải đặt lên giày đó. Đó, đặt đại ra vậy đi bạn đó. Cái đất này là đặt này ra không được nha đó. Rồi cái thằng đúng mất lịch sử luôn, tôi đang kể chuyện cho nghe tự nhiên bỏ đi hơi một luôn. Rồi xong mà bắt một con thôi mà khó khăn tới mức độ luôn. Ê đứng lại nè, đứng lại mày. À đâu có cái chuông nè. Rồi ai về nhà lấy hết đi, đúng rồi, bước vô, rồi ở trong đó luôn em, không được đi ra. Để anh chuẩn bị đồ cái, sau đó em muốn đi đâu em đi nha. Đồ đạc làm sống hết chứ thoát đi đường mòn hết. Bước vô. Sao mày mới đi tụi mày lại vậy? Rồi. Rồi các bạn, sau một hồi chật vật, cuối cùng thì mình đã cho được một thằng vào trong xe rồi các bạn. Bây giờ mình phải đào chỗ này ra đó. Đẩy cái thằng quỷ này ra ngoài. Ra ngoài mày, đúng rồi. Ra ngoài đi, còn thanh niên này ở trong đó nghe, không được đi đâu hết trơn á. Rồi bây giờ là mình phải nối đường ray ra đó, mình phải nối cái đường ray này ra. Đúng rồi, mình phải nối ra nè đó, nối ra đem nó ra ngoài biển luôn bạn, để mà mình vận chuyển nó về bằng đường thuyền, mình vận chuyển nó bằng thuyền mà đó. Đó, khổ thế đấy. Mấy thằng quỷ này, như lỗ ta trâu các bạn. Xong rồi bạn, mình đã đặt xong rồi, mình đặt đường ngay xong rồi. Bây giờ còn có bước đó là đi ra đó đẩy con dân làng đây mà thôi. Đó, mà vận chuyển từng con về, nó khổ vậy đó bạn, nó khổ vậy đó. Đó. Nhưng mà chắc mình phải làm hai cái thuyền nữa bạn. Bây giờ sao bây giờ đang chẳng là nếu như mà mình vận chuyển học chắc mình khỏi làm hai cái thuyền đó. Và bây giờ mình phải bắt buộc mình vận chuyển từng con một các bạn đó, khổ vậy đó bạn. Thì mình phải đẩy nó nè đó. Đẩy nó về đó. Đây đi nhanh lên. Bãi gai, bãi gai
Trời ơi, chơi ngu có tiếng luôn. Trời má sao mà nó vô đó luôn rồi. Trời. Một pha đi ngang là một lần đi ngang là thấy bị là làm nó mất máu rồi. Rồi. Giờ là phải vận chuyển ngược lại nè. Được rồi bạn. À, thì bây giờ là lấy cái thuyền ra. Đó. Ê chết. À, lấy cái thuyền ra. Đặt cái thuyền lên vậy. Đó. Rồi mở hitbox. À, mở hitbox mở chỗ nào mình quên, mình không biết nữa. Bây giờ là phải canh thật là chuẩn. Bởi vì nếu mà mình đánh chúng nó một là nó chết. Bây giờ nếu mà mình đánh chúng nó một là nó chết, hai là con ai gần nuôi lên mà nó phát hiện là nó đánh mình cũng chết luôn. Đó. Ý, đi đâu em đi đâu em đi đâu đó em hay lắm. Mình không dám bấm nhanh bạn, sợ bấm nhanh đi đánh chúng nó cái mệt nữa. Rồi giờ là phải vận chuyển em mà về mà mệt phải. Rồi chúng ta sẽ đi theo dấu dấu tích của cái la bàn này. Đó. Trời ơi, hên ghê, tự nhiên chôm được cái la bàn, tự nhiên hên chôm được cái la bàn, hay ho dễ sợ. Bây giờ chỉ cần đi theo cái hướng của cái la bàn chỉ là xong. Trời, khúc này hơi lâu rồi nha. Ờ, bạn ơi, hình như nó có lỗi game các bạn. Thì lúc nãy là các bạn đang thấy là mình đang vận chuyển con nhân này đúng không? Thì lúc vận chuyển về thì nó bị giật màn hình các bạn. Nó bị lỗi màn hình, nó bầu trời này kia nọ chỗ, nó bị giật, nó bị xé màn hình này kia nọ chỗ, nó nhảy vậy vậy vậy. Chung là nó bị lỗi bạn, cái màn hình trong game nó trời ơi, nó bị nói chung là thế giới trong game nó bị giật giật rồi nó xé xé, bao có ba lần đen nhìn thấy ghê lắm đó, giống hình như bị ám mà bạn đó. Rồi tự nhiên bị lỗi game, cái nó văng game mà bạn, nó văng game xong cuối cùng mình quay trở lại luôn đó. Nhưng mà cái điều đáng lưu ý ở đây á đó là mình mất tiêu cái xe mỏ này đó. Mình văng game cái mình đi vào lại là mình mất cái xe mỏ nè đó. Mình mất cái xe mỏ rồi lại thi với thêm hai con nhân làng đó bạn, hai con nhân làng mà mình nhốt trong cùng một cái nhà đằng đất đó, nó cũng mất tiêu luôn mà đó. Bạn thấy khốn nạn chưa đó. Bạn thấy khốn nạn chưa, chứ riêng mình là mình bản thân mình cảm thấy khốn nạn dữ lắm luôn đó. Đó thì có thể là do cái phiên bản này của mình là cái phiên bản mà mình đang chơi là phiên bản mà có forge bạn, phiên bản mà có thể là cài mod được, cài mod cho vô trong game được đó. Thì cái phiên bản này theo mình thấy hình như bị lỗi sao đó. Thì mình chơi máy đáp là mình không mua này, máy đáp mình không mua, mình không có tiền mình mua cái này nha, mình quyết định mình chơi miễn phí bạn. Mà miễn phí thì thường là mà các bạn tải bằng tàu chơi đúng không? Đó, thì mình tải bằng tàu chơi đó, thì mình có dự định là mình sẽ cài mod để mà mình chơi game đó, mình cài mod đi trong game để mà kiểu như là quay một số cái series mới bạn. Nhưng mà có một vấn đề là muốn cài mod thì mình phải cài cái phần mềm mà cho mình xin lấy cái mod đó. Thì nếu bạn muốn cài mod cho game thì bạn phải có, bạn phải cài cái phần mềm gì mà forge gì đó đúng không? Đó, forge gì đó đó. Nhưng mà có một điều đáng lưu ý ở đây đó là cái bản cái phần mềm forge đó mình không cài được bạn, mình không cài được cái phần mềm cái phần mềm forge gì đó cho dầu máy của mình nó gặp lỗi hay là cái gì đó đó. Thì mình nghĩ là ôi thôi xong rồi, cuộc đời mình không bao giờ được chơi mod nữa. Nhưng mà hơn một cái là trong tờ lâu cho bạn, tờ lâu cho ngay trong cái phần mềm tờ lâu cho thì nó có rất nhiều, thì nó có tất cả các phiên bản, có tất cả các phiên bản của Minecraft luôn, trong đó có bản forge luôn bạn, có cái bản này, có cái phiên bản mà có cái phần mềm mà forge để dành cài mod luôn bạn đó. Mình kiểu ôi hơn quá, ông trời chưa phụ bạc mình. Nhưng mà ông trời tuy là ông trời chưa phụ bạc mình, nhưng mà ông trời ông không thay mình. Tuy là mình đã tải được cái phiên bản mà có thể cái mod này rồi, nhưng mà phiên bản này nó luôn luôn bị lỗi luôn. Phiên bản này mình không biết sao nó cứ bị lỗi lại, thiệt đúng bực luôn bạn. Giờ bây giờ hay là phải đi bắt một con hai con hay nè, bắt một con chân nào đúng tốn thời gian rồi mà bây giờ còn gặp lỗi game đó thiệt đó. Mình quạo hết sức luôn. Mình không biết là mình có nên kết thúc video tại đây không nữa. Rồi có thể là bạn, có thể là mình sẽ cố gắng thôi. Mình sẽ cố gắng để mà mình bắt tổng cộng là hai con nhân làng đem về. Rồi sau đó là mình sẽ cố gắng kết thúc video và mặc kệ nó bị lỗi game luôn. Chiến này mà có bị lỗi game đó là mình sẽ mặc kệ luôn. Đó.
mình không thoát ra thì mình vào lại nữa, mình sẽ mặc kệ nó luôn đó. Ông khoan, nếu như mà mình mặc kệ nó, mình không thoát ra mình vào lại mà lỡ như nó văng game sao ta? Ấy da, hơi bị hay vậy nha. Nó mà bị văng game là hơi mệt đó bạn. Nhưng mà thoát ra vào lại mà không bị gì ấy, thì mình có thể là mình sẽ thoát ra vào lại. Nhưng mà nếu như mà không thoát ra mà bị văng game luôn mà quay trở lại chỗ này nữa thôi mình đúng mệt luôn rồi. Thì bây giờ là 11 giờ 37 phút rồi đó. 11 giờ 37 phút đêm chứ không phải là 11 giờ 37 phút sáng đâu. Thôi mệt dữ lắm luôn rồi. Đó, có hiện tượng giật lag này nè, giật lag nó đã bao là hơi bị đã bao là hơi là có chuyện nè. Ô, bây giờ mình mới phát hiện nha, hai cái đuốc redstone đây bị mất tiêu luôn nè. Hai cái đuốc redstone nó bị mất luôn. Ô. Mấy kiểu như là cái thế giới này bị ma hay quỷ gì nó ám mà bạn ơi. Không, mình chỉ nói vui vui vậy thôi chứ, chứ mình cũng không hy vọng là cái thế giới này của mình nó bị ám đâu bạn. Thế giới này hay là mình nói chung là cái thế giới này mình đã bỏ công mình tạo ra và mình đã xây dựng được một cái cầu, mặc dù nó không phải là thành tựu gì đó gọi là quá to lớn, mà có điều là nếu mà cái thế giới này mà nó hư một cái là coi như là mình kết thúc series một cách dở ẹt luôn. Kết thúc series một cách dở ẹt luôn mà không biết lý do là sao kết thúc luôn các bạn. Ôi ôi sao mà tôi khổ quá vậy nè. Ôi, chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Cái gì vậy? Ây Ây Rồi, hay quá. Ôi, ôi Ôi, đúng mệt luôn. Trời ơi, lại trời là vật, làm ơn đừng lỗi game để giùm con cái, con mệt lắm rồi. Trời ơi, 11 giờ rưỡi rồi đó. Mình không có quay buổi sáng, nếu như mà bạn nào thắc mắc là tại sao không quay buổi sáng thì mình xin nói luôn nha. Buổi sáng nhà mình nó rất là ồn. Thì các bạn có coi video mới nhất của ông Monsetuna chưa? Mới đây nhà nó có con chó nghiệp nặng đúng không? Mình có làm video đã xong rồi. Nhưng mà lý do nhà mình nó quá ồn. Và cái video đó là thế là cái video đó nó bị ta. Nhà nó cái nhà mình nó quá ồn đi. Đó. Mẹ mình thì kiểu như là không biết mình quay video, mẹ mình nó không biết mình quay video. Thế là mẹ mình thì kiểu như là điện thoại luôn. Điện mình kiểu như gọi điện cho tức là họ hàng cái nọ, em thì em gọi điện cho em này cái nọ đấy. Cho em rồi cho chị cái nọ đó. Gọi điện đang có đang nó bị lỗi em đó. Gọi điện cho em chị nói chung là gọi điện hỏi thăm chị em này cái nọ đó bạn đó. Mẹ mình không biết là mình đang quay video. Thế là mẹ mình ngồi trước cửa luôn bạn, ngồi trước cửa luôn và nói một cách cực kỳ thoải mái bạn. Nói chuyện một cách cực kỳ thoải mái luôn bạn. Nói chuyện cực kỳ thoải mái và nói chuyện siêu lớn tiếng luôn, như thế là cái tiếng mẹ mình nó bị hút vào hả? Và nói chung là hay là mình biết là mẹ mình đó, nói chung là lúc mà mẹ mình đi ngang đó là mình đã bấm dừng video rồi đó, mình đóng dừng video cho mẹ mình đi, mình mới bấm cho nó video nó chạy tiếp, sau đó mình mới được mình quay đó vậy đó. Nhưng mà mình quyết định mình xóa video luôn bạn, mình không đăng video đó, bởi vì á, bởi vì thứ nhất là video nó quá tệ. Cái lúc mà mình có thể là nó sẽ tạp âm, nhưng mà cái tạp âm nó kiểu như là ít thôi, nó không có nhiều. Nhưng mà cái lúc mà mình đem đi vào trong edit rồi, trời nó thì mà chứ tại hại chưa từng thấy. Trời ơi, đem vô edit cái hai trời tạp âm nhiều quá nhiều luôn, âm thanh quá tệ, chất lượng âm thanh quá kém mà. Như thế là mình xóa luôn, mình không chỉnh sửa gì hết đấy. Và nguyên một ngày hôm đó là nguyên ngày hôm đó cái ngày mà quay video đó là mình cực kỳ quạo luôn, mình cực kỳ quạo luôn mà. Mình quạo không phải là quạo cái gì đâu mà mình quạo mẹ mình thì nó sẽ không số bạn nói ui mẹ thằng này mẹ nó đẻ nó ra nuôi nó ăn học cái đéo cùng nó đi quạo mẹ nó không mà mình không có gánh đó, mình đi quạo mẹ mình mà mình quạo ở chỗ đó là mẹ mình cái gì là không biết rồi, mẹ mình đã biết rồi mẹ mình biết mình làm YouTuber rồi được không đó. Thì mình cũng có nói là hay là để mẹ mình đi ngang mẹ mình nói chuyện với chú mẹ thì mẹ mình có bắt đi rồi mẹ ơi đó đi nhắc các bạn nhắc nhẹ thôi bạn nhắc nhẹ thôi, nhưng mà mẹ mình vẫn không hiểu gì hết, mẹ mình cứ nói chuyện tanh banh luôn bạn. Vậy thế là mình quá ức chế, mình tắt luôn, mình không hề ác luôn, mình tắt máy tính luôn, mình không hề ác gì luôn đó. Ôi thôi thì sẽ có số bạn đó là hay là sau này sẽ có số bạn đó là hay là ông nên thông cảm cho mẹ ông đi, vì mẹ ông không biết thì mẹ ông nên nhầm hồn thì đúng là vậy, nhưng mà kiểu như là bạn nói chung là mình cũng không muốn các bạn, mà kiểu như là như này bạn, cái lúc mà mình rảnh đó bạn, lúc mà mình không làm gì hết, mình làm chơi y một chỗ đó, thì cái nhà nó yên tĩnh lạ lùng. Và cái lúc mà mình quay video đó, lúc đó là cái lúc mà là ê tivi đầu đĩa cúp dây, trời ơi mấy tiếng người tiếng xe tiếng bộ gì hay là bấm chanh xe không có còn gì hết, nó hay ho đây rồi thế ơi, quay lại bạn,
cái video của Mosotuna bạn, cái video mới nhất mọi người, cái gì mà không có là nghiệp bạn. Trời ơi, có 9 phút mà. Để nó có 9 phút mấy à. Thì cái làm video cũng có nhiều đâu, cũng phải là dài hơn 10 phút thôi, lúc đó là xong rồi đúng không? Nhưng mà 10 phút cũng không được yên đấy bạn. Cái video đó dài có 9 phút mà. Đó. Thì nếu như mà mình làm react đó không thì kiểu như là tầm có 9 10 thì tầm có 10 10 hay là 11 12 phút à. Cái video mà nó đi mà làm thì cũng tầm 11 12 phút là xong rồi đó. Nhưng mà kiểu như là 12 cái khoảng thời gian 11 12 phút đó nó được yên. Nó được yên tĩnh luôn, nó được yên mà nó cứ âm sầm lầm vậy. Ông sầm 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 suốt vậy đó. Thì luôn cực kỳ chết rồi mình. Mình quạo là không phải là do là mình quạo mẹ mình bạn. Mà là nói sao ta? Ô thanh niên này còn trong đây hơn. Mình quạo là ở cái chỗ đó là bạn có hiểu gì đi. Quạo ở chỗ là cái này. Đó là mình quạo là mình quạo ở một chỗ đó là trời ơi làm một cái video có 11 12 phút à, im lặng một xíu cũng không được nữa. Đó là mình quạo ở chỗ đó. Đó. Nhưng mà mình không cách để mà vì đơn giản người nhà mình có ai biết mình làm YouTube đâu ngoài trừ mẹ mình. Lúc trước mình tính giấu luôn mà giấu cả nhà luôn, giấu cả nhà luôn, giấu cả nhà mình đi việc mà làm YouTube luôn. Nhưng mà giờ lần thứ hai thì mình đã có nói mình biết là mẹ ơi mẹ làm cái lúc mà con nói hay là làm công chuyện của con đó là mình biết là con làm YouTube đó mẹ, đừng kêu con chỉ cần được gọi con làm cái gì đó đó mình đã nói gì rồi đó. Nhưng mà một số chỉ có mẹ mình biết thôi bạn, còn một số một những người còn lại trong gia đình mình thì chỉ biết sơ sơ thôi, chỉ biết sơ sơ thôi, chỉ sơ sơ thôi chứ không biết rõ mà. Chạm khi làm thiết kế rồi mà bữa đó là một cái gì mà mình chán luôn bạn, kiểu như là cái là làm video cũng dạng nói chung mình nghĩ là video mình cũng có hay ho gì đâu, video mình cũng chẳng có hay ho gì hết mà chỉ là làm không được đó mọi người, làm không được nó mà cái mình đứt chán thì bực không có 11 12 phút mà rồi xong giai đoạn cuối này như đoạn cuối này mình có nhiều rồi kiểu video tôi luôn nói gì cả được. Tại vì như bạn thấy là như là lúc đó là bữa đó mình quạo mà nói chung là mình cái đó nghe rồi bữa đó là mình đúng chán luôn, mình chán thì mà mình muốn nghỉ luôn mà nghỉ luôn mình không muốn làm nữa đó. Mình nghỉ luôn mình không muốn làm nữa, kiểu như mình muốn quay một video mình đăng lên mình nói thẳng với bạn là bây giờ mình xem thấy bạn mình nghĩ mình không làm YouTube này, bây giờ giải mình là nhà mình quá hầu ôi được không trời ơi cái hố là mình nói thông anh này. Thì cái chỗ quay video của mình nó lộ thiên luôn bạn, lộ thiên luôn, nó nằm ngay trước cửa nhà đó. Có một cái anh kia tên là đây, có một anh kia là nội trang em rồi, bà nội trang đó. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, what the fuck, what the fuck, trời ơi, tại sao vậy hả? Ghem ơi nè, ghem, tại sao vậy? Mày tha cho tao một xíu cũng được gì vậy? Bà nội trang, mày lỗi gì mà mày nói mày đi hả? Mày lỗi cái bọn mày nói xấu thằng nó sẽ bị hả? Mày có biết là từ nãy giờ tao rất là mình nói không? Bây giờ mà tại sao mày lỗi hoài, lỗi hoài? Tao đang bơi, tao nói cho cái con mình nó đi ra khơi rồi thì là bơi cho nó đi ra khơi giờ một cái đi. Trời ơi, bắt cái món gì mà làm xong? Làm cái gì mà cho nó trong bờ mà vậy hả? Bà nội trang, ghem gì đâu mà ghem kỳ cục vậy? Ủa, toàn kiểu này mình sẽ tải gì cái phiên bản khác quá. Mình sẽ tải cái phiên bản bình thường mà. Cái phiên bản này hay là cái phiên bản có thể cài bot được không bạn? Nhưng mà mình sẽ tải cái phiên bản bình thường mà. Cái phiên bản này nó không được ổn định chút nào. Một lá một cái thứ gì đó, một cái thứ gì đó này. Rồi, thì quay lại vấn đề kia. Đó là tại tại có cái anh kia kìa bạn. Anh kia là do ai ta nói cho mình. Trên YouTube cũng ghê đó, cũng 3.000 người đăng ký kiểu hả? 3.000 người đăng ký bạn. Nó đi vào trong kênh mình bình luận và nói câu là có lẽ tôi nên học hỏi bạn nhiều, thì mình cũng cảm ơn vì anh ấy đã nghĩ là không phải anh ấy đã thấy được một số đặc ưu điểm của mình và đã học hỏi thì mình cảm ơn. Nhưng mà trong đầu mình lúc đó kiểu cũng suy nghĩ bạn nghe kiểu như là nên lướt mặt lên trời hỏi là ủa có ưu điểm gì đâu mà em học hỏi thì tại kiểu như mình kiểu như mình tự hỏi là ủa mình có gì đâu mà em học hỏi mình ta có kiểu gì đó. Nhưng mà cái đặc điểm đó, nhưng mà từ trước giờ không mình mới thấy chuyện đó là thường thường các bạn thấy là những cái người mà ít sub á mới đi comment và mới đi bình luận bên kênh của những người mà nhiều sub để mà kiểu như là kiếm sub cho mình đúng không đó. Nhưng mà đằng này trong kênh của mình á có một số người hơn 1.000 người đăng ký mà đi vô trên kênh mình kiểu như mình ha mình mới làm YouTube mà bạn giúp đỡ mình nghe kiểu mình nghĩ là này chắc cũng để mới làm này cũng giống mình là sơ chắc cũng mấy chục người đăng ký là cái gì bắt đầu vô coi thử thôi cuối cùng đi vô coi hơn 1.000 người đăng ký mọi người lúc đó trong đầu mình nghĩ thấy được ông này ông đang đùa giỡn cái cảm xúc mình nè hết hồn mỹ có chuyện gì đó thôi kệ đi. Nói chung là cái nói chung là cái hơi cái bữa mà quay video nó một bữa video gọi là mình có thể là mình nhớ suốt đời luôn, có thể mình sẽ nhớ suốt đời luôn. Bởi vì đơn giản là bữa đó mình cực kỳ ức chế, mình cực kỳ quạo quạo ở chỗ là hay là trời ơi trong quạo ở chỗ đó là đơn giản là quạo ở chỗ đó là video của tôi đã tệ hại lắm rồi mà bây giờ cứ tập anh quay rồi cái tệ hại lại càng tệ hại hơn. Người ta 4 năm người ta làm YouTube 4 năm video từ dở người ta làm thành hay, còn tôi video 4 năm từ dở biến thành siêu dở. Cái đó mới là cái hại, là cái đó mới là mình mới là cái làm cho mình bực mình. Bữa nào đó mình sẽ cho bạn xem cái góc cái góc PC của mình. Góc PC với ai nhìn xong rồi gọi anh con là ôi trời ơi, góc PC thật là biết là à và sáng tiện để khẳng định luôn nha là kênh của tôi dành cho người có lứa tuổi từ 13 tới đây nha. Còn ai mà dưới 13 tuổi là mới đi ngoài. Thật
thì sẽ có một số người kêu là ui thằng này mày phân biệt thế, thằng này mày phân biệt thế, mẹ dưới lừa ba tôi nên mày không được xem, thật sự là có quyền xem nhưng mà vết nhưng mà có được là nó khó quản lý mà không. Mong linh hệ ba mình nhớ là những tên YouTube mà làm cho trẻ em xem á rất dễ bị đánh sập bất cứ lúc nào, kiểm soát nội dung không tốt hơn mà bị đánh sập như chơi. Ví dụ điển hình như ngày hôm nay là Timmy TV, các bạn thấy không, bạn thấy không, kênh Timmy TV đó làm nội dung cho trẻ em xem á, trẻ em xem thì đồng ý sẽ có nhiều người đăng ký thật đó, nhưng mà đó cái nội dung để làm cho trẻ em xem á nó rất là khó và nó rất là nó cần đầu tư nhiều, nó cần đầu tư nhiều về chất xám rất là nhiều. Làm mà không đúng một cái thôi, làm mà không đúng một cái thôi thì bị phạt, bị phạt á thì không nói gì, thì không nói, thì không nói gì nha. Nhưng mà cái này đấy là làm lệch, làm cho trẻ, làm cho trẻ con nó có một tư tưởng lệch lạc. Vì sao mà tôi nói là kênh tôi dành cho người từ lứa tuổi 13 tuổi trở lên, bởi vì đơn giản là theo tôi, theo tôi độ tuổi đó là đủ đủ để phân biệt là cái nào nó làm cái nào mà làm chưa hả. Tôi không phải là người kiểu như là quá, tôi cũng là con người với mấy ông thôi, cũng có sai lầm đúng không, lâu kiểu như làm video là lỡ phát ngôn ngu cái đây thì mấy ông còn biết đường, mấy ông chính trực, còn mấy đứa con nó biết cái gì đúng không. Dạ thôi thử hỏi nào không kìa, mà mày hỏi mấy con nó 3 tuổi á, con có biết chết là gì không, chết chết là gì con có biết không, lắc đầu chết là gì con không biết. Tức là cái việc đơn giản là chỉ sống rồi chỉ chết mà không biết nó gì vậy. Tôi hỏi cái chuyện mà tôi làm sai thì chuyện mà tôi làm đúng không biết không, như cái chuyện nó làm sai đi, cái nó không biết đúng sai, cái nó thấy hay thì nó học theo, nó phải tà không đó, cái đó nó rất nguy hiểm. Để đâu vô bà tổ đi rồi làm ơn thôi. Rồi cảm ơn bạn đã nghe cuộc buôn chuyện của tôi, kết thúc video này, quá mệt rồi, đi ngủ đây.